Và con người chúng ta cũng vậy. Rau củ quả rỗng phải ăn nhiều. Và rau củ mà còn chưa nói đến là rau củ quả ngấm hóa chất các thứ nữa. Rồi lại nói đến là rau củ quả trồng trong nhà kính nữa. Bản năng của cây, nó sống ở ngoài nắng, ngoài thiên nhiên, có tia bức xạ, tia cực tím các thứ và có côn trùng sâu bệnh đầy đủ. Tất cả những cái đó cộng kết hợp với nhau để tạo ra một cái cây khỏe mạnh đầy đủ chất. Nó sẽ kích thích cái cây tiết ra khả năng tự vệ, rồi tiết ra các chất để chống lại tia cực tím, vân vân. Những cái chất đó nó ở trong cây, khi chúng ta ăn vào thì chúng ta mới có được những cái sức đề kháng, tại vì chúng ta là loài phụ thuộc mà, chúng ta là loài đứng sau trong chuỗi thức ăn. Thì cái cây nó có độ trước thì cơ thể chúng ta ăn vào thì mới có độ được. Nếu cái cây nó đã thiếu rồi thì chúng ta ăn vào không thể độ được. Chứ bây giờ nếu chúng ta trồng cây trong nhà kính, ngăn chặn tia bức xạ, rồi ngăn chặn côn trùng này nọ. Mình có đọc một cái nghiên cứu nào đó lâu rồi mình không nhớ, người ta nói là khi cái con côn trùng gây bệnh hay là con thiên địch không cần biết, nói chung là côn trùng nó đậu vào cái lá cây, thì cái lá cây nó sẽ có cơ chế lấy một ít, một tí tẹo thôi nha, cực kỳ ít luôn, mình không thể thống kê được cái số liệu cực kỳ ít đó đâu. Nó hấp thu một ít chất enzyme từ trong cái chân của con côn trùng đó ấy, từ cái enzyme đấy để nuôi cái cây. Nó lấy cực kỳ ít nên mình không thể nhìn thấy được và không thể nhận biết được, nhưng mà nó có lấy ấy để tạo ra cái sức đề kháng cho nó. Nếu như mà không có con, mình để trong nhà kính không có con gì bay vào hết thì cây nó sẽ không lấy được cái đó và nó đã thành thiếu chất rồi. Và những trường hợp khác cũng giống như vậy thôi. Nên cái cây mà chúng ta càng cách ly với điều kiện tự nhiên thì cây đó lại càng trở về trạng thái rỗng và càng trở về cái trạng thái thiếu chất. Không phải là chúng ta cứ bón phân cân đối đầy đủ là đã có chất đâu. Tự nhiên nó cực kỳ nhiều chất luôn. Cơ bản nó chỉ có các nguyên tử phân tử và dựa vào các điều kiện của tự nhiên, những nguyên tử phân tử đấy nó sẽ sắp xếp thành những cái dạng phân bón và những hoạt chất khác nhau. Nhờ các điều kiện tự nhiên nó mới sắp xếp được như thế. Nếu như thiếu các điều kiện tự nhiên thì nó sẽ thiếu những cái cách sắp xếp đó và cây của chúng ta sẽ thiếu thôi. Nếu như mà các chất trong tự nhiên cực kỳ đa dạng như vậy thì con người mình tạo ra phân bón, cái mình là mình làm về nuôi cấy mô, mà nuôi cấy mô có nghĩa là trồng cây trong cái điều kiện nhân tạo hoàn toàn luôn đấy, là cái môi trường dinh dưỡng cũng nhân tạo hoàn toàn và cái môi trường nuôi cấy rồi điều kiện ánh sáng các thứ đều nhân tạo hoàn toàn luôn, nên mình rất hiểu về những cái nhân tạo đó. Hầu như là các dạng phân bón rồi các dạng chất kích thích sinh trưởng, cái nào mình cũng đã từng dùng qua rồi, bởi vì mình cái năm nhất vào đại học mình đã bắt đầu vào phòng thí nghiệm và cái thời gian ở trên phòng thí nghiệm mình cực kỳ nhiều luôn, thậm chí có những ngày là từ 6 giờ sáng mình đã lên trường và 8 giờ tối mình mới về. Ở trên đấy mình nghiên cứu rất là nhiều, bởi vì ở trong trường thì thiết bị nó sẽ đầy đủ hơn. Nếu như chúng ta cũng làm nuôi cấy mô nhưng mà làm ở các công ty thì có thể sẽ không có điều kiện nghiên cứu này nọ, nhưng mình ở trong trường thì điều kiện nghiên cứu rất là nhiều nên mình tận dụng tối đa thời gian để nghiên cứu, nên mấy cái chất đấy mình sử dụng rất là nhiều. Nên con người mình mặc dù là chế tạo ra rất là nhiều chất để nuôi cây nhưng mà nó so với tự nhiên thì chẳng đáng là gì hết. Và chúng ta không thể nào phát hiện được tất cả những chất ở trong cây nó có được. Chúng ta chỉ phát hiện được những chất mà chiếm số lượng khá là lớn. Kể cả những cái người ta gọi là vi lượng thì nó cũng đã gọi là những số lượng lớn rồi. Còn những cái vi vi hơn nữa chúng ta không thể phát hiện được. Và chúng ta thậm chí là còn chưa biết đến. Nên những cái cây mà mình nuôi nhân tạo nó không thể nào phát triển tốt được và nó rất nhanh bị thoái hóa. Giống như mình nuôi cấy mô, tùy vào một số giống cây, ví dụ như là có giống thì nó chỉ cần cấy chuyển qua 3 lần nó đã bị thoái hóa rồi. Có giống thì sẽ cấy được mười mấy lần nó bị thoái hóa, nhưng đa số cũng chỉ khoảng hơn 10 lần trở lại thôi. Là mình cấy chuyển ra khoảng 10 lần trở lại thôi, chứ quá 10 lần là cái cây đấy nó không còn khả năng hồi sinh nữa rồi, nó rất là yếu và thoái hóa rất nặng rồi. Bởi vì cái môi trường nuôi cấy mô là nó phát cho cái cây nó phát triển cực kỳ nhanh ấy, nên cái tốc độ thoái hóa giống của nó cũng nhanh luôn và tốc độ phát triển bệnh tật nó cũng nhanh luôn. Thậm chí là cái kỹ thuật mà tách định sinh trưởng của cây để mà làm sạch virus, làm sạch bệnh cho cây từ cái kỹ thuật nuôi cấy mô đấy mình cũng đã làm rồi. Nhưng một điều mình cũng phải nói chắc chắn rằng cho dù mình đã làm ra một cái cây tách định sinh trưởng hoàn toàn sạch bệnh trong nuôi cấy mô, nhưng chỉ cần mang nó ra môi trường bên ngoài cái là nó bị bệnh liền.
Bởi vì mình cũng đã đi lấy những thu thập những cái mẫu. Ví dụ như mình thu thập giống mấy cái mẫu dâu tây ở trong các vườn nhà kính sạch sẽ luôn nha, nhìn không thấy bệnh tật đâu, vườn dâu phát triển rất là tốt. Nhưng khi mang về xét nghiệm ADN cho nó thì chẳng có cái nào mà không có virus cả, cho dù có sạch đến mấy thì nó vẫn có virus. Nên chúng ta gọi là làm sạch bệnh trong nuôi cấy mô thì chỉ là làm trong phòng thí nghiệm đó thôi, chứ chỉ cần mang ra ngoài môi trường là bệnh nó lại vào à. Cái quan trọng là mình phải làm sao để cho những người làm vườn ấy, thì mình phải làm sao mà cho cái cây nó có bệnh, thì chắc chắn là cây nào nó cũng có sẵn mầm bệnh hết luôn rồi, chỉ cần nằm trong tự nhiên là nó có. Nhưng chúng ta phải làm sao để cho cái bệnh đấy nó không phát triển quá lớn, và nó phải có những cái thiên địch để chống lại những bệnh đó thì chúng ta sẽ có thu. Còn nếu như cái bệnh đó mà nó không được chống lại thì chắc chắn là không có thu rồi. Do đó, những cái mà môi trường nuôi cấy rồi, còn cái trồng rau trong nhà kính rồi trồng rau không cần đất, mấy cái thủy canh các thứ thì cũng là mô phỏng cái nuôi cấy mô đấy ra diện tích lớn hơn thôi. Nhưng cũng tương tự như nuôi cấy mô, nhưng mà nuôi cấy mô nó nhanh hơn ấy, nên mình sẽ theo dõi được rõ ràng hơn. Và nuôi cấy mô thì thường là những người nuôi cấy mô họ không bao giờ mà họ bán cái cây giống mà họ vừa nuôi cấy ra nhân giống cấp 1, cấp 2 mà đã bán cho mình. Cũng giống như vi sinh lần trước mình chia sẻ trong cái video về Trichoderma thì nuôi cấy mô cũng vậy. Họ sẽ nuôi cấy, cấy chuyển ra cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, nuôi đến khi nào mà cái cây nó sắp thoái hóa đến nơi rồi. Và người trồng mang cái cây đó về trồng, không thể mà lấy cái cây đó nhân giống thêm được nữa, thì họ mới bán cho người trồng, chứ họ sẽ không bán cái cây mà còn khỏe mạnh tươi mới cho người trồng đâu. Mà cái cây nó nuôi trong điều kiện nhân tạo hoàn toàn nên nó không tồn tại lâu bền được. Thì đó là nuôi cấy mô, nó cực kỳ nhanh, nhìn rất là rõ. Còn cái môi trường trong nhà kính và dung dịch thủy canh mà không cần đất đó ấy, thì nó ở ngoài nó rộng rộng lớn hơn thì nó sẽ lâu thoái hóa hơn, nhưng mà về chất thì nó cũng không có đảm bảo được. Không phải là bón đủ đủ nitơ, đủ lăn, đủ kali, rồi đủ chung vi lượng bấy nhiêu đó mà con người mình nghiên cứu ra được bấy nhiêu chất đó đưa hết vào trong môi trường là cây nó sẽ khỏe đâu. Nếu như chúng ta ăn cái rau thủy canh đấy là chúng ta sẽ thấy rau đó rất là nhạt luôn, cho dù có chăm bón đầy đủ đến mức độ nào thì rau đó vẫn nhạt là nhạt và rất là dễ héo. Nếu như một cái cây khỏe mạnh ở ngoài giữa trưa 12 giờ trưa đi ra có cây nó còn không héo được, nhưng mà cái cây mà thủy canh đấy là héo chắc luôn. Nếu như mà mang ra ngoài chỉ cần nhộ nó lên khỏi mặt nước là nó héo liền luôn á. Nó không đảm bảo được, nó thiếu chất mà. Con người chúng ta đâu có nghiên cứu ra được đầy đủ hết tất cả các chất đâu. Mình còn chưa nói đến là những chất đấy nó có tinh sạch hay không nha. Giả sử như một ký muối, mình muối ăn bình thường ấy, một ký muối có 5.000 thôi. Nhưng mà một ký muối mà để làm trong phòng thí nghiệm thậm chí nó tới mấy trăm nghìn, 500-600 nghìn mới được một ký đó. Mọi người thấy cái chỉ khác nhau cái mức độ tinh sạch của muối đó thôi, muối càng nguyên chất thì nó càng mắc tiền, từ 5.000 mà lên 500.000 là chuyện bình thường. Vậy thì những cái người mà họ nhà sản xuất người ta chế dung dịch thủy canh rồi các thứ, đâu ai mà dùng những cái sản phẩm cực kỳ tinh sạch đấy để làm cái môi trường bán cho mình. Thậm chí họ có làm được thì bán mình cũng không mua ấy chứ, bởi vì nó quá mắc tiền mà. Nên những cái môi trường đó nó không được tinh sạch và nó cực kỳ nhiều tạp chất, hàm lượng kim loại nặng các thứ, rồi hàm lượng các chất độc mình không thể nào kiểm soát được, tại vì tạp chất nó còn rất là nhiều. Đa số là họ chỉ dùng hóa chất Trung Quốc là chính thôi. Nó chủ yếu là người ta theo phương châm mà dùng là giá rẻ nên không được tinh sạch đâu. Còn mấy cái mà khảo nghiệm chất lượng của rau củ quả trồng trong dung dịch thủy canh, nào là nó không bị dư lượng đạm, không bị dư lượng kim loại nặng các thứ, mình thấy mấy cái tiêu chuẩn đấy nó cũng cao quá đi. Giả sử như nó chiếm bao nhiêu phần trăm đó, không phải mấy phần trăm trong 1 kg đó, mình thấy nó vẫn còn quá cao so với cơ thể của con người mình. Nhưng đó lại là tiêu chuẩn của thế giới rồi, thì họ chỉ dựa vào những cái tiêu chuẩn đấy để nói cái rau đó ăn, để nói cái rau đó an toàn thì cũng chưa hoàn toàn là đúng được. Đã trồng trên hóa chất nhân tạo hoàn toàn thì không bao giờ là an toàn được và không bao giờ là đủ chất được. Mình nuôi cấy mô mình rất rõ, cái đó không bao giờ đủ chất và không bao giờ là an toàn, mình khẳng định luôn.
cây cối trong tự nhiên nó phát triển qua năm này năm khác, thậm chí là trăm năm ngàn năm thì cái giống nó vẫn không bị thoái hóa và nó vẫn phát triển bình thường. Nhưng mà cây cối mà mình nuôi trong môi trường nhân tạo, chỉ cần cấy chuyển qua vài lần, ba bốn lần thôi, thì ba bốn lần đấy cách nhau cũng ba bốn tháng là cùng, tại vì nuôi cấy, ví dụ như nuôi cấy mô nó cực kỳ nhanh mà, thì vài tháng đó thôi mà cái cây nó đã bị thoái hóa rồi, không làm gì được nữa rồi, là mọi người biết rồi. Cái môi trường nhân tạo đấy nó sẽ làm những cái cây cối nó thoái hóa cực kỳ nhanh luôn và suy giảm chất lượng cực kỳ nhanh luôn. Còn chưa nói đến những cái cây chuyện gen rồi các thứ mà con người mình tác động tạo những cái nhân tạo khác nha. Nói đến cái môi trường nuôi cấy bình thường đó thôi ấy, nó đã cái hậu quả nó đã nghiêm trọng đến mức độ đó rồi. Còn chưa nói đến những cái sâu xa. Nên mình không đồng tình với tất cả những cái những cái thậm chí là nuôi cấy mô rồi các thứ. Nếu như mà nuôi cấy mô tạo ra cây con ấy, rồi mình từ cái đó, từ cây con đấy mình mang ra trồng môi trường ngoài đất bình thường, thì sau vài tháng nghi môi trường bên ngoài thì nó cũng không còn vấn đề gì nữa. Mình nói cái gì nó cũng có tính hai mặt hết, do con người mình áp dụng thôi. Nuôi cấy mô không phải là hoàn toàn xấu, nó vẫn có mặt tốt của nó, nhưng do con người mình phải áp dụng đúng chỗ thì mới được. Giả sử như mình nuôi cái cây đó, mình đừng cấy chuyển quá nhiều lần, đừng làm cho nó quá bị thoái hóa, mình mang ra ngoài đất trồng, thì sau vài tháng sinh trưởng ở ngoài môi trường bình thường bên ngoài á, thì cây nó cũng trở về trạng thái bình thường, tại vì tự nhiên nó cân bằng rất là nhanh, không vấn đề gì hết. Chẳng qua mình muốn nói ở đây là các nhà nuôi cấy mô họ không có làm như vậy. Cái chính là đánh vào lương tâm nghề nghiệp, và cái nữa là đánh vào kinh tế các thứ. Bây giờ cái gì cũng phải làm kinh tế hết thôi. Nhiều khi chúng ta có lòng mà không có ăn thì cũng vậy à, nên cũng không làm được, đúng không? Nói là làm sạch bệnh thì hầu như là mình thấy đa số các loại cây trồng, cho dù nó có bệnh tật gì đi chăng nữa, nhưng mà nó không lây bệnh qua hạt giống. Nó hay như vậy ấy, cái bệnh mà lây qua hạt giống cực kỳ ít luôn. Nên chúng ta gieo hạt hầu như là vẫn là cây sạch bệnh. Nói cơ bản là như vậy. Chứ còn mấy cái mà làm sạch bệnh từ nuôi cấy mô các thứ thì nó được, nó vẫn có nhiều cái giá trị khác chứ. Tại vì nhu cầu bây giờ người ta đánh vào kinh tế là chính mà. Chúng cái gì cũng phải sản xuất số lượng lớn hết thì nuôi cấy mô nó mới đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất cây số lượng lớn, đặc biệt là những cái giống mới bây giờ. Nhiều khi cây nó không có hạt thì chúng ta sẽ không nhân giống bằng hạt được. Còn dâm cành, chiết cành thì số lượng quá ít thì họ vẫn phải dùng nuôi cấy mô thôi. Quan trọng là họ nuôi cấy mô có tâm một chút thì mọi thứ đều bình thường hết thôi. Và vấn đề nhà kính trồng cây cũng vậy, cái gì cũng phải có tâm một chút thì nó vẫn bình thường hết. Bữa trước mình vẫn có quay một cái video vào trong nhà ba mẹ mình làm nhà kính để phơi cà phê. Tại sao mình không thích nhà kính nhưng mà nhà mình vẫn làm nhà kính phơi cà phê? Bởi vì lý do bây giờ vẫn là kinh tế. Mình biết là nhà kính không tốt nhưng vẫn phải làm. Ví dụ như ở trên Đà Lạt họ làm nhà kính quá nhiều luôn, nhà nhà đều làm nhà kính, cả thành phố đều tràn ngập nhà kính, thì cái hiện tượng ngập lụt rồi hiện tượng biến đổi khí hậu các thứ nó xảy ra rất là rõ ràng. Nhưng nếu ở các tỉnh lẻ như chỗ mình chưa ai làm thì mình làm, hoặc là xung quanh hàng xóm mình làm, mỗi nhà một cái bé xíu để phơi cà phê thôi, thì nó đâu có ảnh hưởng gì đến khí hậu đất đai gì đâu, nó cũng bình thường thôi. Bởi vì nếu như không làm nhà kính để phơi cà phê thì người ta lại phải xây lò sấy để sấy cà phê, thì cái đó lại càng nghiêm trọng hơn nữa, nào là ô nhiễm môi trường rồi tốn kém các thứ, nó lại càng nghiêm trọng hơn nữa, thì thà rằng xây nhà kính để phơi cà phê thì vẫn hơn. Còn nếu như mà phơi cà phê ở ngoài môi trường ấy thì chúng ta sẽ không có thời gian và không có công để mà làm nhiều, thì cái đó nó vẫn tốt. Quan trọng là cái người áp dụng đó họ làm có tâm và không làm đại trà rồi các thứ, là do cái gì tốt hay xấu đều do con người mình hết mà. Chúng ta có thể duy trì nó ở một trạng thái cân bằng là được rồi, đừng quá lạm dụng bất cứ cái thứ gì là được. Tóm lại là video ngày hôm nay mình chỉ nói sơ lược về cái vấn đề nông nghiệp tự nhiên hiện nay và cái vấn đề mà các kỹ thuật khoa học nông nghiệp hiện nay nó có tốt hay không, và mình sẽ tóm tắt sơ sơ lại như sau. Bây giờ chúng ta làm nông nghiệp theo các kỹ thuật khoa học hiện đại nó y như là đi một cái vòng tròn ấy. Là rõ ràng đất của chúng ta chưa đến nỗi gọi là thoái hóa nha, đất ban đầu ấy, mà do chúng ta sử dụng phân hóa học quá nhiều, xịt thuốc sâu quá nhiều thì mới làm cho cái đất nó bị thoái hóa bạc màu và bệnh tật tràn lan như vậy. Và đất thoái hóa nhiều, cây không đủ chất, chúng ta phải bỏ phân rất là nhiều. Mà bỏ phân chuồng các thứ thì không có điều kiện. Bỏ phân hóa học thì sẽ tiện lợi hơn và rẻ tiền hơn. Thế là chúng ta lại dùng phân hóa học quá nhiều.
dùng phân hóa học quá nhiều nó sẽ làm đất lại càng đã thoái hóa rồi lại càng thoái hóa hơn. Và đất hóa học đa số là nó ở dạng muối mà. Ở dạng muối thì khi chúng ta bỏ vào vườn thì nó sẽ tạo ra axit và muối thôi. Nên bỏ phân hóa học nhiều thì nó sẽ vừa làm chua đất mà vừa làm đất bị mặn nữa. Cực kỳ mặn luôn ấy, trong đó nhiều muối lắm. Cái đó nó làm đất càng ngày càng thoái hóa. Mà đã thoái hóa không trồng cây được thì chúng ta lại càng tống hóa học vào. Chua thì chúng ta lại tống vôi vô nhiều. Rồi đất mà thiếu chất thì phải bỏ phân vô càng nhiều nữa. Từ cái đó đã thoái hóa càng thoái hóa hơn. Sau đó chúng ta thấy nó đất nó thoái hóa không còn hồi phục được nữa, chúng ta lại nghĩ cách khác, đó là cách mà dùng phân chuồng để mà đi bổ sung lại cái lượng chất đó. Thì đáng lẽ là chưa cần dùng đến biện pháp đó đâu, nhưng bây giờ đất nó không còn làm được gì nữa, chúng ta phải làm như thế. Dùng phân chuồng cho đã đời rồi, sau đó chúng ta lại tiếp tục quay về hóa học thì nó vẫn đi một vòng tròn thôi mà chỉ tốn kém rất là nhiều. Đáng lẽ cái cây của chúng ta đâu cần nhiều phân đến thế, nhưng vì những cái chúng ta đã tạo ra trước đó mới cần nhiều phân như vậy. Và thuốc bệnh cũng vậy. Đáng lẽ là tự nhiên nó cân bằng, nó có bệnh nhưng nó chẳng có bao nhiêu hết. Nhưng mà nó chẳng có bao nhiêu hết, nhưng mà giả sử như lẻ lẻ vài người họ xịt thuốc, họ thấy vườn mình xịt thuốc sâu bệnh nó ít hơn, mình năng suất cao hơn vườn kia, thế là vườn kia cũng học theo vườn này, dần dần nguyên khu đấy đều xịt thuốc như vậy hết. Lúc mà lẻ lẻ thì nó chẳng vấn đề gì hết, nó năng suất lên rất là cao, nhưng mà khi đã áp dụng đại trà toàn khu vực rồi thì nó lại là một chuyện khác. Đến lúc đó thì vườn nào cũng xịt thuốc, vậy thì một vườn không cái vườn nào mà lẻ lẻ không xịt thuốc thì lại không có ăn nữa, nên bắt buộc đã xịt thì phải xịt hết khu vực đó luôn, xịt toàn bộ. Và xịt thuốc miết thì khả năng đề kháng của cây nó sẽ rất là yếu, cây nó không còn khả năng tự vệ nữa. Nên chỉ cần có sâu bệnh phát là nó bị bệnh ngay lập tức và nó bị suy yếu ngay lập tức. Đã như thế thì con người chúng ta lại phải hồi phục lại cái tình trạng đó thôi. Mà muốn hồi phục thì lại phải càng xịt thuốc nhiều hơn nữa. Do đó nên cái lượng thuốc mà bỏ xịt cho vườn nó sẽ càng ngày càng tăng lên. Nó lại tiếp tục đi một vòng tròn thôi. Là đáng lẽ không cần nhiều như vậy, nhưng vì những cái chúng ta đã tạo ra làm thay đổi tự nhiên đó mới nên chúng ta mới phải tăng cái liều lượng càng ngày càng nhiều như thế. Sau khi mà dùng hóa học để điều trị mãi không được, rồi hóa học thì lại gây hại cho sức khỏe, rồi ngộ độc vân vân, thì người ta lại nghĩ đến đường làm các sản phẩm vi sinh. Thì vi sinh hay hóa học thì mục đích cuối cùng cũng đều là tách biệt cái vườn của mình với tự nhiên hết. Kể cả vi sinh thì vẫn đưa đến con đường tách biệt, bởi vì cho dù là vi sinh hóa học thì mục đích cuối cùng của người ta vẫn là tiêu diệt hết bệnh tật và cải tạo đất này nọ, nhưng mà nó không phải đúng theo hướng tự nhiên. Ví dụ như bây giờ của ngày xưa thì dùng thuốc hóa học để mà xịt thuốc cỏ, thuốc hóa học ấy gọi là gây hại quá nhiều, bây giờ lại có xuất hiện mấy cái dạng thuốc cỏ vi sinh, gọi là thuốc cỏ vi sinh có thể uống được vào người mà không sao luôn ấy, thì không hại cho người, nhưng cái mục đích cuối cùng thì vẫn là giết chết cỏ. Mà đã giết chết cỏ rồi thì nó sẽ gây những cái hệ lụy mất cân bằng sinh thái các thứ vân vân đằng sau nữa, thì cái hệ quả cuối cùng nó vẫn y chang như hóa học, chỉ được cái là cho gọi là nó an toàn cho sức khỏe con người thôi, nhưng mà hậu quả cuối cùng vẫn là gây mất cân bằng sinh thái giống y như hóa học thôi, không khác gì nhau cả. Nên cho dù là sản phẩm hóa học hay sản phẩm vi sinh thì vẫn là gây mất cân bằng sinh thái hết. Nên cái phương châm của mình là dùng hóa học hay dùng vi sinh cũng đều không tốt hết, còn chưa nói là những cái thủ thuật của hóa học của các công ty sản xuất phân hóa học để mà ăn tiền, rồi các thủ thuật ăn tiền của các công ty vi sinh thì ai cũng biết làm tiền hết và lừa đảo nông dân hết. Nông dân mình thì thật thà chân chất không biết gì, nên họ cứ dựa vào những cái đó để lợi dụng thôi. Nông dân thì cái gì chúng ta cũng phải theo dõi trong thời gian dài, chứ không phải là chúng ta nhìn 1-2 tháng thấy kết quả là chúng ta sẽ tin dùng cái sản phẩm đó ngay được. Bởi vì người ta có rất nhiều thủ thuật để khiến cho chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong 1 đến 2 tháng để chúng ta tin tưởng của họ. Chứ thực chất những cái mà có tác dụng nhanh thì không hoàn toàn là tốt đâu. Đa số là chúng ta đều bị lừa. Tại vì những cái đó họ bán giá rất là cao, rồi họ yêu cầu chúng ta phải dùng với số lượng lớn thì mới có hiệu quả, thì đa số là chúng ta đã bị lừa rồi. Nói đến đây thì
thì mọi người lại hỏi nếu như không dùng hóa học, không dùng vi sinh mà theo mấy cái nông nghiệp tự nhiên thì lấy đâu mà ăn? Ví dụ như là cuốn sách Quả Táo Thần của Kimura hay là cuốn sách của Cách Mạng Một Cọng Rơm, hai tác giả đấy đã làm nông nghiệp tự nhiên rất là tốt rồi, nhưng mà trước khi đến được cái thành công đó, họ đã trải qua những cái thời gian cực kỳ khó khăn, thậm chí là phải đi tự tử luôn. Nó cực kỳ khó khăn luôn thì họ mới đạt được cái thành công đó. Vậy thì điều kiện kinh tế của chúng ta không cho phép thì chúng ta đâu có làm được như hai tác giả đó. Hai tác giả đấy có thể nói là đạt đến một cảnh giới cực kỳ cao mà chúng ta không với tới được rồi. Và bản thân mình cũng không làm như thế được. Bởi vì làm cái gì cũng phải có thực mới vượt được đạo trước đã. Nên mình nghĩ là cái gì cũng có phương pháp hết thôi. Không phải chúng ta tự dưng chúng ta mong muốn ngay lập tức biến cái vườn từ một cái vườn nhân tạo đó thành một cái vườn tự nhiên ngay là có thể làm được. Nếu như làm được thì chúng ta lại đi theo con đường giống như hai tác giả đó rồi, là có thành công nhưng mà trải qua cái thời gian cực kỳ khó khăn, và tại nên bây giờ khó làm vậy lắm. Nên mình nghĩ là cái phương pháp mà dung hòa dần dần nó sẽ tốt hơn, nên mình cũng đang theo cái con đường là mình vẫn dùng phân hóa học. Vi sinh thì mình không dùng rồi, bởi vì vi sinh mình có nhiều cách để mà nuôi vi sinh ở trong vườn ấy, thì mình không cần dùng vi sinh nhân tạo làm cái gì, tại vì mấy cái đó thực sự nó không có tác dụng mấy đâu, mình chắc chắn luôn. Nên vi sinh rất dễ giải quyết nha, mình chỉ cần nuôi cái vườn cỏ lên và dần dần cái vườn nó hồi phục là vi sinh nó sẽ tự có, mình không cần dùng sản phẩm vi sinh. Nhưng mà sản phẩm hóa học mình vẫn dùng, bởi vì mình chưa có điều kiện để mà thay hết cái phân chuồng các thứ ấy, mình vẫn dùng hóa học. Nhưng mình sẽ theo phương pháp là mình sẽ cắt giảm dần dần. Thì cuộc đời mà không bao giờ mà ai được hết tất cả đâu. Muốn được cái này thì phải mất cái khác, phải đánh đổi cái thứ này qua cái khác thôi, chứ không ai có tất cả hết được. Chúng ta đã xác định theo con đường tự nhiên, mặc dù là không giống như hai tác giả mà mình vừa nói trong hai cuốn sách đó, thì mình vẫn phải chịu thiệt một chút. Có nghĩa là năng suất giả sử như mình đang từ 7-8 tấn trên 1 hecta thì mình phải chịu thiệt một chút, thì bây giờ mình chỉ ăn là khoảng 4-5 tấn 1 hecta thôi. Thì tại mình phải giảm cái lượng phân bón đi dần dần thì cái vườn nó mới tự nhiên dần dần được. Còn chúng ta muốn ăn, mặc dù là không muốn hóa học, không muốn vi sinh mà vẫn muốn vườn năng suất cao thì khó lắm. Cái đó phải từ từ đã, để thời gian lâu dài thì nó mới có được. Còn trước mắt thì chúng ta vẫn phải chịu thiệt. Đã xác định thì chúng ta vẫn phải chịu thiệt. Cũng là con đường mình đang muốn hướng tới, có nghĩa là mình muốn hướng tới một cái vườn tự nhiên, không phân, không thuốc. Nhưng nếu như muốn đến cái vườn đó ngay bây giờ thì nó là gọi là quá xa rời thực tế đi, chưa thể làm được. Nên mình sẽ đi dần dần, đi từ từ. Người ta có thể là người ta mà cắt giảm phân hóa học, phân thuốc hóa học, cắt giảm hoàn toàn toàn bộ luôn, thì có thể người ta sẽ đi khoảng 3-4 năm nó đã được cái vườn tự nhiên rồi. Nhưng mình đi từ từ như vậy thì có thể là 5-10 năm mình mới được cái vườn tự nhiên. Nhưng mà con đường này nó sẽ an toàn hơn, bởi vì mình không đánh mất tất cả, mình vẫn có thu. Còn con đường kia đi nhanh hơn, nhưng mình sẽ có những thời gian không có thu. Nên mình đang theo cái con đường đi từ từ này. Mình nghĩ là sẽ có nhiều người muốn đi con đường giống như mình, nhưng mà chưa có điều kiện để đi. Thì hy vọng là cái video này của mình sẽ giúp ích cho mọi người và tìm ra được những người có cùng chí hướng với mình để cùng nhau áp dụng. Bởi vì tất cả những gì mình nói ngày hôm nay đều là quan niệm của cá nhân mình hết, cũng chưa có cái gì gọi là hoàn toàn đúng đâu. Nhưng mình vẫn muốn nói trên đây để mà chia sẻ với mọi người. Và từ những cái mình vừa gợi ý ra đó thì sẽ nhận được nhiều đóng góp của mọi người hơn. Hoặc là những lời tranh luận các thứ, càng tranh luận nhiều thì cái vấn đề nó càng được giải quyết sớm. Mình hy vọng là mọi người sẽ tích cực bình luận ở dưới. Những cái gì mình nói sai mọi người cứ thẳng thừng mà nói mình nói sai. Còn cái gì nói đúng mà tốt thì mọi người vẫn ủng hộ mình nha. Không ai là hoàn hảo hết. Nhưng mà chúng ta đang nghĩ cái gì thì chúng ta vẫn phải cố gắng theo cái suy nghĩ của mình, giữ vững cái lập trường của mình thì sớm muộn gì cũng có ngày thành công. Mình hy vọng là sẽ có nhiều người giống như mình, là phá bỏ những cái nông nghiệp hóa chất và mấy cái vi sinh các thứ đi, hãy quay về cái vườn tự nhiên. Không cần vội vàng, cứ từ từ mà làm thôi. Thời lượng cũng khá là dài rồi, mình xin kết thúc video này tại đây. Mình sẽ làm những phần tiếp theo trong những ngày sau nữa nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.